Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Mà Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em, gửi tới cũng như là giới thiệu các bác một cái bộ loa 5.1 nghe nhạc xem phim rất là hay của thương hiệu Bose. Nó là bộ Bose có tên là Bose Cinemate 520 các bác nhé. Bộ này thì đang bán ở Việt Nam với mức giá khoảng hơn 40 triệu, 42 triệu. Thì hôm nay em về một bộ hàng, đấy là chưa bao gồm các cái chân kính phụ kiện kia các bác nhé. Thì đã có giá là hơn 40 triệu rồi. Thì hôm nay em về một bộ dàn được đưa từ Nhật về, và có đầy đủ hai cái chân này, hai bên này, có tất cả nhiều phụ kiện, và mức giá em xin báo giá cho các bác là bộ này đầy đủ hết như này sẽ có báo giá là 21 triệu 800 nghìn và hỗ trợ bao ship toàn quốc tất cả các phụ kiện. Trong video ngay sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác một bộ nghe nhạc xem phim rất là hay, rất là chi tiết của Bose. Ok, đây sẽ là một mẫu dàn 5.1 có cái chế độ surround. Đầu tiên là gì, chúng ta sẽ có một cái loa front. Loa front này thì sẽ có một cái chân kính ở đây, gọi là chân đế gang đấy, để cố định và giữ cái loa treo ở đây. Và đặc biệt đối với phiên bản 520 cm này thì sẽ được trang bị thêm một cái lớp bố thép bên ngoài, bảo vệ bên ngoài như này, và bên trong sẽ có hai củ loa rival loa như này. Toàn bộ là cái này sẽ là thép hết, được sơn tĩnh điện, và nó cũng có một cái tính tương đồng khá là giống so với bản Lifestyle 650 phiên bản cao cấp nhất. Ở đây sẽ có một logo của Bose đấy, rất là hay luôn, và chất âm rất là chi tiết, đánh ở phòng khoảng tầm đâu đó em ước chừng khoảng 30 đến 35 mét vuông thì các bác hoàn toàn có thể bố trí thành một phòng xem phim rất là hay, và mức giá cực kỳ là vừa phải. Ở đây sẽ là thêm một con loa súp nữa, súp con này thì sẽ là con súp theo dàn luôn, và các bác nối vào trong cái đầu kia thì nó sẽ phát ra âm trầm cực kỳ sâu và uy lực. Và đây sẽ có một gồm cả một cái đầu đầu con trôi điều khiển ở giữa. Thì bây giờ em sẽ quay sơ qua cái đầu này cho các bác. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ trên điều khiển zin của nó, các khiển zin các bác có thể chỉnh trên này luôn. Tức là các bác có thể cắm cổng quang của tivi vào đây, và chúng ta chọn, tức là các bác chọn bấm nút system này, các bác chọn và cài đặt nó sẽ có luôn, như là cài đặt audio này, cài đặt video, cài đặt HDMI, rồi chế độ tự tắt, rồi chế độ AUX đó, rồi chỉnh bass này, chỉnh treble này, chỉnh center. Tức là center là cái loa nở ấy. Khi các bác nghe thời sự, các bác muốn cho to nhỏ center hay các bác muốn giảm thì các bác có thể chỉnh ở đây, rất là nhiều chế độ. Rồi surround đó, cho tăng giảm chế độ surround khi xem phim cho nó hay hơn, nó mang lại cảm xúc nhiều hơn, thì các bác có thể vào đây chỉnh, mà rất nhiều thứ như ngôn ngữ tiếng Anh. Và đây là cái phần của phần cái đầu này, và ở đây sẽ có thêm hai cái module loa nữa là loa center, thì ở trong cũng sẽ có hai cái củ loa, hai rival loa. Và như vậy là đối với 5 cái loa này thì nó sẽ thành đâu đó khoảng 10 cái loa vệ tinh các bạn. 10 cái loa vệ tinh và hai cái loa surround các bác nhớ. Loa surround đặt hướng chéo nhau, tức là một bên hướng sang bên này, một bên hướng sang bên kia. Làm như vậy nó sẽ có khả năng phản âm rất là tốt và mang lại cái khả năng chơi khi xem phim rất là hay và nhiều cảm xúc. Đây cũng là một loa surround nữa. Con này thì nó hơi bị móp một tí ở ngoài bên này do là vận chuyển về. Tuy nhiên là cái này nó là cái bố thép thì đâm ra là nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đặc biệt là chất âm không ảnh hưởng gì nhiều các bác, chỉ cấn một chút là do là cái này là do vận chuyển thôi. Đấy, thì mức giá rất là rẻ cho các bác. Bây giờ sẽ quay cho bác xem phía sau để chúng ta có quan sát thêm một số cái kết nối của nó. Bose Cinemate là 520 thì nó sẽ khác Bose Sound Thought, thì là khác nhau ở cái cục Sound Thought các bác. Còn con này sẽ không cục Sound Thought thôi, khác nhau mỗi vậy. Là các bác nào muốn chơi thêm Sound Thought thì mua thêm cục Sound Thought, còn không nghe nhạc xem phim cắm tivi và là chơi thoải mái rồi. Đây là phía sau của cái con trồ, cục điều khiển của nó sẽ có một nút nguồn này. Con này em nhớ không nhầm thì nguồn của nó từ 100 đến 2, đến 240 V, do đó các bác hoàn toàn yên tâm là các bác cắm điện Việt Nam thoải mái. Tuy nhiên là em khuyến khích các bác nên nên cắm qua ổn áp để cho nó giữ được cái dòng điện ổn định, bởi vì Việt Nam mình rất mùa hè rất khi nhiều khi điện xuống thấp, nhiều khi điện dâng lên rất là cao, có thể lên tới 250 V, thậm chí 258 V như nhà em đã từng đo được. Đây sẽ có một cái dây để chúng ta nối vào. Đây là dây nối vào cái loa, hai cái loa surround. Còn đây là dây để nối vào, ba cái dây này sẽ nối vào một center này và hai cái loa front, tức là hai cái loa hai bên. Hai cái loa này gọi là hai loa front đó. Hai loa nghe chính ấy, thì gọi là hai loa front. Hai cái loa hiệu ứng này thì gọi là loa surround. Cái loa kia gọi là loa center, là loa ở giữa để nghe phần lời xem phim, lời thoại đấy. Đây cũng là loa front đó. Và ở đây sẽ có thêm một cái cổng như là cổng AUX. Các bác muốn cài đặt cổng này, các bác phải vào phần cài đặt để chúng ta cài đặt nghe phần AUX. Và các cổng quang thường thì các bác sẽ nghe cổng
cổng cổng cổng quang để nghe từ tivi xuống, âm thanh em nghĩ là tốt nhất. Và cổng aux custom-made module đây chính là cổng để nối nối xuống dây xuống sub, để nối từ cái đầu này xuống dây loa sub. Ở đây sẽ có thêm một cổng là cổng HDMI để nối tivi, thì một số cái tivi mà có ARC sẽ cắm cổng này để chúng ta có thể cài đặt trực tiếp và nhìn trên màn hình tivi luôn, không phải nhìn qua màn hình của cái thiết bị control này nữa, mà các bác có thể nhìn trực tiếp ở trên tivi và chúng ta quan sát được ở trên mọi tín hiệu trên đó, thậm chí là lấy âm thanh từ trên tivi xuống đây luôn các bác nhá. Và đặc biệt là phụ kiện của lời về ấy, thì các bác biết là ngoài khiển zin ra thì nó sẽ có rất là nhiều thứ. Đây là cái khiển zin, các bác nhá, coi cái này này, em không hiểu sao nó lắp như vậy. Đó chính là cái để chúng ta bắt vào cái loa, cái ngàn để bắt vào cái loa surround này. Đây, sẽ làm mẫu cho các bác. Cái này chúng ta sẽ treo ở phía sau, khi xem phim các bác treo ở phía sau và bắt lên tường. Thì đối với một bộ dàn như thế này thì nó rất là đầy đủ, thực sự như vậy. Các bác chơi được, đây các bác, nó luồn cái dây qua đây. Rồi chúng ta cắm vào và bắt ốc cái này lên tường. Và cái riêng cái này ấy, mà cái hàng zin theo máy như này mà mua lẻ ở Việt Nam, em xem ở giá trên web toàn 1,5 triệu đến 1,8 triệu một cái này. Đâm ra nhiều khi mà em cũng không dám mua, để em có mà cái này ở bên Nhật, ông người Nhật ông ấy mua thì theo bộ như thế này thì để các bác về chơi rất là tiện lợi luôn. Đấy. Đơn giản là chúng ta ngàm vậy và chúng ta sẽ treo lên. Đấy. Bắt vào tường mà treo lên, khi mà xem phim đâm ra nó mang lại cái cảm xúc rất là hay khi các bác xem phim, và hiệu ứng không khác gì một cái rạp chiếu phim mini cả. Ở và các bác bây giờ hầu hết mọi người đều dùng Netflix hết rồi, thì chúng ta có một cái ốc bắt vào tường mà treo nó lên để thành một bộ dàn xem phim cực kỳ tuyệt vời luôn. Và đây nữa, đây cũng sẽ có cả dây HDMI này, phụ kiện sẽ bao gồm dây HDMI và cái này là sách hướng dẫn. Có lẽ sẽ hơi nhiều tiếng Nhật thì chúng ta không cần phải quá mò mẫm ở sách hướng dẫn làm gì, nên mạng gõ Google cho nó nhanh thôi. Đây ông ấy còn cẩn thận, ông cho cả ốc luôn, bởi vì đây là hàng đấu giá. Hàng đấu giá thì cái này đều là của người Nhật, họ đã dùng rồi thì và người ta bán là đấu giá, thì ai trả giá cao thì mua được. Thì ông ấy còn tặng cho cả ốc luôn, để các bác về chỉ việc bắn lên tường và treo thôi. Thì đây là một người rất là kỹ tính, đâm ra là những cái phụ kiện là những sản phẩm mà em mua được như thế này ấy, nó rất là đầy đủ và đảm bảo với các bạn hàng nguyên zin nguyên bản được các bác nhé. Zin nguyên bản ở đây thì là phần một số thông số ở phía dưới đây, con này thì là có điện từ 100 đến 240 V, và đặc biệt các bác nhìn này, nó được sản xuất tại Mexico. Đấy. Made in Mexico luôn, do vậy là có yên tâm một cái tiêu chuẩn chất lượng của hàng Mexico xuất Mỹ, rất là ngon lành, rất là xịn. Đấy. Made in Mexico rất là hay luôn. Và đó là bộ bầu CDMate 520 với đầy đủ phụ kiện như vậy, chân chân loa này, floor này, chân center này, rồi cả cái chân loa surround để các bác có thể treo lên tường, loa sub khiển zin đầy đủ hết. Mức giá sẽ là 21 triệu 800 nghìn, và em đặc biệt sẽ hỗ trợ khi các bác mua shop tại Bờ Audio sẽ luôn luôn được hỗ trợ bao ship toàn quốc các bác nhé, luôn luôn được hỗ trợ bao ship toàn quốc. Do vậy là bác nào mà còn quan tâm ấy, muốn mua hàng thì hãy điện thoại hotline 0964 801493 để mua hàng. Còn bây giờ thì em sẽ đặt máy quay xuống và quay test cho các bác một số cái bản nhạc đang có sản xuất với em, để các bác có thể có những cái cảm nhận tốt nhất về cái bộ dàn này, rất là hay, em khẳng định luôn, nghe ở ngoài rất là hay các bạn. Lặng im im như
không chờ anh nhé em, đến bao giờ? Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp? Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Cũng